Hello, everybody, welcome to Health VKT. Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Thì hôm nay sáng mới lướt lướt thấy có con game cũng khá mới nên vào review sơ cho anh em ha. Con Tân Phong Thần H5 đó. Game H5 thì chúng ta chơi được trên Android, iOS và PC luôn hả? Ok. Rồi vừa vô thì đang chạy nhiệm vụ thôi anh em. Đây là cái trang chủ của nó nè. Hiện là đang có 128 người đang chơi. Game mới open sáng nay luôn hả? Ok. Rồi đánh boss có kim nguyên bảo hường luôn nè anh em. Đó, đánh boss, đánh quái. Giờ đi bắt con linh hầu. Đụng lại. Thôi khoan khoan khoan, đừng có đi vội. Đây ta bắt hết mấy con này về. Bắt nó luôn. Ủa, bắt không được hả ta? À đây đây đây, quýnh nó xong mà bắt nó. Thằng bắt luôn. Đây có mấy con nè. Cứ đi đường mà thấy mấy con linh hầu là đem đi. À đây nữa nè, đây nữa nè, đây đây có hai con này, bắt luôn đó, bắt luôn đó. Còn nữa không ta? Bắt nó đi về đem làm con bé anh em, làm cái đồng hành á. Ok rồi nè, đó nhét nó vô. Ok lưu. Gì đây? Linh hầu đang bị quay ra. Chạy vòng vòng đâu đây, đang đi kiếm con linh hầu anh em. Rồi con bét, bét nè. Đây con này đang chiến rồi đúng không? Còn có bán được nữa hả ta? Đồ. Thơm vậy. Đây, hợp thể, hoàn thành 4 nhiệm vụ mới mở hả? Ok. Con này chắc trên game cũng nhiều anh em biết hả? Đó, tăng cấp, ok. Tí chúng ta sẽ đi kiếm nhiều con lên chúng ta hợp thể vô. Ngoài trong này có hư hư gì đây ta? Đánh còn hơi yếu hả? Để nhận hư xong rồi chúng ta đến với thông tin server coi nó có phi hay là có kiết gì không đây. Đây Tân Hữu. Phi kim cương anh em, 10.000 kim cương. Búa rồi tơ nhện để đi bắt bét nè. Chứ 5.000 kim cương. Ok. Rồi đây chị Hải Sơn nè, thấy không? Đó, vô hợp thể con linh hầu nè. Đó, con linh hầu xong rồi tới mỹ hầu, xong tôn ngộ không, rồi xong rồi tới con ếch, ếch rờ đại thánh luôn ha. Đấy, ok. Một con như vậy là phải dùng tới ba con luôn hả? Mà ôi, vậy tính ra là chúng ta phải đi bắt rất là nhiều luôn á. Rồi giờ đến với thông tin server cái đi ha. Đây fanpage chính của em đó nè, khai mở S1 T3 hả, chân hai xu nạp, lần đầu qua Momo và đăng ký được gửi qua thư đua top lực chiến S1. Top 1 nhận 500.000 kim nguyên bảo, top 2 nhận 300.000, 300.000. Top 3 100 với top 2 là 300. Top 1 là 500 ngàn. Đó. Trang chủ Tân Phong Thần H5 chấm online. Đây group này hả? Rồi quà tặng server mới. Báo danh nhận 5.000 kim cương. Đăng ký sớm nhận 10.000 kim cương. Loan tin nhận 100 vé triệu hồi. Tham gia group nhận 20 lưới bắt yêu quái. Rồi game quốc dân đỉnh cao cày cuốc nhận whip
Sunbot nhận kim nguyên bảo, vé vàng khuyến mãi, bắt bet hiếm bán đấu giá. Đúng rồi, hồi nãy bet anh em đi bán được cái nha anh em, đấu giá được á. Hệ thống tiến hóa nhân vật GB, BBB siêu mượt, chiến thuật ship tướng. Ok, game thuộc thể loại nhập vai tiên hiệp, chơi đa nền tảng cả điện thoại và PC, sở hữu đầy đủ các tính năng đặc sắc của dòng game tu tiên, đồ họa chibi, lối chơi đậm chất ha. Được cập nhật hệ thống tiên lữ sủng vật mới nhất cùng tính năng. Hệ thống Sunbot trên quái, nhiệm vụ chính tuyến hàng ngày, phó bản tọa kỳ, cánh thời trang và nhiều loại khác. Đặc biệt có đội ngũ admin nhiệt tình. À, đây có hướng dẫn nạp xu đồ nữa nè. À, rồi ở đây gì review tướng cũ thiên nguyền nữ hả? À tướng này đó hả? À có luôn hả? Trời ơi, phẩm chất là XXR này nọ luôn. Á à, đồ. Ok ok. Đó, cài hồn gì nữa đây nè, có hướng dẫn săn boss đổi quà, cài phi đồn hiếm gì, đồ hiếm chứ sao là đồn. Đó, có luôn hả? Đó, game hướng dẫn đồ quá trời luôn. Đây event long tin license nè hả? Đó. Ok ok. Server mới nha anh em, server mới nha. Cái này chắc phải đi xin thêm code line xe đồ này nọ chứ. Đó. Phải cho nó lên level cao. Ô, oh, làm nhiệm vụ lên điểm VIP kìa. Mới thấy anh ship VIP đó lên kìa. À. Á đồ. Nữa không, nữa không, nữa không? Đang quay, đang quay. Đây, khiêu chiến. Để nó khiêu chiến xong rồi quay ra rồi. Ok. Để cho nó lên level cao cao cái đã. À. Làm nhiệm vụ cường hóa 200 level, thắng 2 lần nhiệm vụ 14 mở hả? À, làm nhiệm vụ chúng ta sẽ lên được điểm VIP nữa nè. À đồ. Vậy là game này là VIP full nha. Đó, VIP full, ok ok, VIP full vậy là ngon rồi. Chỉ cần cài thôi là ra VIP nha. Ok, nãy giờ thì đang chạy cái phó bản ASAP lên được level 37 anh em. Hả? Kinh thiệt, cái phó bản đó chạy nhanh thiệt. Giờ ở đây thì nãy có quay ra được con Tôn Ngộ Không hả? Vé quay tướng thì hồi nãy mới coi lại thì admin gửi luôn trong cái phần thư đầu game rồi nha anh em. 100 vé. Ok, rồi cái này tranh mua chúng ta sẽ đi lượn một vòng cái hả? Này đây. Qua này qua gì đây? Chưa hoàn thành. À hoàn thành nhiệm vụ hả? Nhiệm vụ tiến độ. À tiến về. Chúng ta có thể làm nhiệm vụ luôn hả? Á đồ. Dễ nhỉ? Thấy dễ chơi đó. Cái này vượt ải phương sơn, đăng nhập liên tiếp, tu tiên các kiểu, rồi kích thẻ chí tôn. Đó. Cái gì đây? Điểm danh nữa kìa. Ooh man. Qua điểm danh rồi cái này ok nè, có cao cấp triệu hồi, đó là cái vé triệu hồi đó anh em, cây búa. Đầu vô chúng ta được nhận có cây búa là cái đó là cái triệu hồi đó. Rồi. Đây là quà mua. Nãy chúng ta có 5.000 đúng không? Con Natra này bán tới 6.400 lận. Oh man, đây đây ấy full bộ có 200 mấy lụm liền chứ. Oh, oh. Được, được, được. Chúng ta có thêm một bộ trang bị nữa. Oh, oh. Đó. Ven. Đem cái này qua cho con bé. Rồi cái đây là quà nạp long thành kích nhận. Rồi hướng dẫn hoạt động. Rồi ở đây
gì đây? Thì miễn phí nhận nè anh em. Đó, lụm. À, hiếu chiến con boss hả? Chết chưa, con boss này bự quá. Đánh chắc không xi nhê rồi. Bỏ qua trận đánh nào. Ồ, vẫn thắng nha. Ok, ok, vẫn thắng là được rồi. Ở đây có boss giả chiến nè ha. Đánh boss chúng ta có cái vé đổi đồ nữa nha anh em. Đó. Mấy con này lóc cóc len can để qua bên. Này có nhiệm vụ ngày nữa hả? Năng động ra hành phiêu diêu, phiêu lưu gì tùm lem nè. Nói chung là rất nhiều hả? Game này là một con game free hả? Theo thấy là làm nhiệm vụ các kiểu con đà điểu là nó ra đồ rất là nhiều hả? Ô ô ô ô, khá mạnh rồi, thấy ăn hành rồi. Không ăn nổi rồi, nó mạnh quá. Chia sẻ đấu giá nè hả? Đấu giá là nơi chúng ta có thể quăng mấy cái con bét đồ lên đấy. Ở đây shop nè, nè. Chúng ta đánh boss chúng ta có thể kiếm được vé. Cái vé này chúng ta vô chúng ta đổi đồ trong này nè hả? Đó, rất nhiều luôn, trang bị hú cánh đồ. Đó, tướng đồ nè hả? Wow, có tướng VIP trên này luôn nè, hậu nghệ đâu nữa nè. Nè, chúng ta đi đánh boss thì không phải cái này. Đây, boss giả chiến đồ á. Nè, đó cái vé nè hả? Kim quyển gì nè. Đúng rồi, lụm luôn cho anh em nè. Nè, không có tăng nhanh được tốc độ hả ta? Hình như là không rồi. Hồi nãy chúng ta có 10 vé đúng không? Rồi vô shop và đợi nè, 14 vé rồi nè ha. Đó. Rồi vô ba lô. Đạo cụ nè, cái vé triệu hồi cao cấp nè. Giả chiến đồng hành bet. Rồi cái chỗ mà để triệu hồi đâu ta? Cái gì đây? Và nạp đầu. Đây. Đạt level 30. Ủa ta, à chắc là con tơ, con bét đạt. Hay xếp nguyên linh phó bản, hay xếp thông linh tháp. Á đồ. Nè cánh. Phó bản thần dịch cánh, nhiệm vụ 50 mấy mới mở được. Ok có cánh. Nè phó bản thông linh. Đàn. Ok ok. Để đi ra coi nâng bét lên được chưa. Phó bản ngay xếp. Ao tu 9 tiếng nữa hả? Mò nãy giờ mới thấy được cái ông triệu hồi nằm ở đây nè anh em. Chúng ta bấm về thành chủ hả? Rồi cái ông nằm trên này nè. Tại nãy đứng dưới này đâu có thấy mặt ổng đâu. Nè hồi nãy đứng dưới này quần quần dưới này không, đâu có thấy được không, nè nằm ở trên nè ha. Đó bây giờ chúng ta sẽ đi tiêu vé triệu hồi này. Chúc mừng đã kích hoạt SS dưỡng thành gói quà. Ok xác nhận. Gì đây? Ơ đù, thu phục được Diêm Vương hả? Wow, tử hà thì không nói rồi. Oh man, thu được Ngưu Ma Vương luôn. Wow, 10 lần chúng ta được 2 con 2 ếch. Ở đâu? Ừ 2 ếch rồi. Wow, tiếp tục. Rồi, đây gì đây? Cự linh thần hả? Ok. Đây, tướng hiếm. Ồ không, đại lục quỷ dương. Rồi, tướng hiếm. Hiếm. Đó, tôn ngộ không. Rồi, tiêu luôn 100 vé quay này luôn hả? Để chúng ta kiếm tướng ngon rồi. Đó. Trời ơi, thiên bồng nguyên sói gì kìa. Đó. Tiếp. Không, con này sao chúng ta mở ra hoài vậy ta? Ok, lần này méo có gì. Tính ra là được 3 con rồi đó. Nhưng mà tiếp tục đi. Quay hết 100 vé quay này luôn hả? Đầu vô thì admin cho chúng ta là 100 vé quay nha anh em. Này. Đó, cự linh thần. Tử hà. Còn 50 lần nữa. Lôi thần.
tử hà. Mấy cái con này chúng ta không xài, chúng ta có thể đem ghép lại được nha anh em. Đó, chứ không có bỏ hả. Game này đồ Quan Âm, Quan Âm Bồ Tát luôn. Wow, 4 tướng rồi. 4 đồng hành rồi anh em ơi. Ok, Hồng Hài Nhi nữa hả? Tiếp luôn, tiếp luôn. Hai lần nữa, coi có gì ngon không? Chứ là thấy coi bộ dư tướng xài rồi hả? Cái này anh em làm nhiệm vụ để mà lên VIP để mà mở ô tướng ra nha. Ok, rồi xong hả? Rồi ở đây VIP 2 heo cũng gần xong rồi. Chỉ còn có cái là thiên phú nữa là đây. Thiên phú thăng cấp mấy cái này ra nữa. Lên VIP 3 đó. Ủa đâu? Chưa nữa hả? 6 nhiệm vụ sau mở sân thi đấu thắng 3 lần. À, 6 cái nhiệm vụ nữa. Ok. Rồi, 6 nhiệm vụ nữa để cho nó dài. Bây giờ chúng ta vô hai đổi đồng hành nữa. Một đống luôn nè anh em. Gì vậy? Ta đang làm cái gì đây? Hoàn thành nhiệm vụ hả? Hồng Huyền Tháp. Ok, để cho Hồng Huyền Tháp đi. Hợp thể để coi. Ủa chúng ta có rất nhiều tướng luôn nè. Có nên ra ghép nữa không ta? Đây. Không, heo đang tính ghép con này anh em. À, bỏ mấy con nào vô cũng được hả? Đâu có nhất thiết là phải 5 con lận. Đó. Đây là cách chúng ta up bet lên hả? Đấy, lên được con ngộ không rồi đó. Mà lên con cao hơn là con gì ta? Đây, Tài Thiên Đại Thánh, chúng ta phải mất 3 con lận. 3 con thì chúng ta xuống, chúng ta lụm thêm. Thế nào cũng quay được con Tài Thiên Đại Thánh à. Tại vì dư quá, 100 vé này thì anh em có thể dư sức mà lên rồi hả? Đó. Rồi ở đây thì chúng ta hay chúng ta lại không có con nào là con 2S hết hả? Ở đây thì mấy con này chúng ta có dư con tím rồi. Rồi này thì 6 đó. Thiếu một con này anh em. Oh man. Thiếu một con tím này bà mẹ. Rồi cái con tím này lấy đâu ra? Chù chà. Ok, trước mắt là thấy hai con này vô đem Uma Dương đồ ra nè. Đó. Đào bảo đồ các kiểu. Rồi, ok, thì link ở dưới phần mô tả hả? Anh em nào có chơi thì tải về nha anh em. Đó, đầy đủ ở dưới hết hả? Đó, gì đây, chúng ta đang chạy cái nhiệm vụ này. Khiêu chiến gì nè. À, khiêu chiến đấu trường thắng 3 lần. Thắng 3 lần là chúng ta sẽ mở được VIP 3 và mở thêm được một con bet nữa vào đội. Rồi, ok, thôi, bye bye, chào tạm biệt các bạn ha. Rồi, nhắc lại thông tin server luôn là em Tân Phong Hần H5. Đó, mới up bên server 1. Anh em nào có chơi thì vào chơi ha. Quà được 5.000 kim cương, 10.000 kim nguyên bảo, 100 vé triệu hồi, 20 vé bắt yêu nha anh em. Đó. Ok, rồi, thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh nha anh em. Ok, bye bye. Rồi, ra mở VIP nè. Đó.